Rồi, trứng đã rán xong. Bây giờ mình cho bánh mì nhé. Rồi, mình cho. Để sợ rồi. Cho ra xúc xích ra. Bỏ vào trứng với chỗ đó, cái nữa. Ừ, rồi. Chào các bạn, hôm nay mình làm món bánh mì pate. Mình vừa mua ít bánh mì rồi. Dán xúc xích chơi. Bây giờ xúc xích dán chơi. Đó. Cho hết rồi đi. Cho hết rồi, rắc cái điện này. Xúc xích chữa lành. Thấy chưa? Bỏ trong chờ xúc xích thì em cho hạt lên. Hạt lên. Đây là lá ngải cứu. Nhiều một thìa một đầy đó. Nữa đi. Ăn rồi, không mặn đâu. Lật trứng luôn. Ủa lật lật xúc xích á, xúc xích kiểu bây giờ ăn. Cho to lửa ăn. Còn đây là dưa chuột. Đây là lộ. Còn cái nước pate mình không ăn đâu. Toàn mỡ đó. Trứng gà ta đây các bạn. Quế đào lên. Nó to lửa nè. Bỏ dày quá. Đấy, tầm đấy. Rồi. Quế đào đây. Ý, các bạn thấy ngon chưa? Đang phải cứu nhà cũng tự dòng á. Đấy. Tí cho cái này vào này, cho cái này vào này, cho cái này vào, cho cái này vào. Ừ, không thể thiếu được anh chi su phụt. Xem được chưa, xem xúc xích, xem xúc xích chưa? Đây, đồ mới. Thì nó không có nhiều chất phụ da ấy cả thế. Bánh mì là ống mình giải cho trước rồi, tí xong thì kẹp vào. Đấy.
xúc xích dầu gọi là rán trứng ngon. Tay gì cả thế này rồi 10 khách gọi này mà. Rồi xong rồi. Mời các bạn nha. Ngon lắm. Cái chua cái cay. Ngồi ngắm ô tô. Ô tô chở các khối á.
cay nữa. Càng zoom ca zoom xa thì như nó càng zoom, tay hơi zoom. Thôi, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video mình.